Hello, được coi nhật báo.com. Chào tất cả anh em cầu thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên mấy câu. Là mấy câu em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 30k trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em sỉ lẻ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy, 0794559193. Rồi em có một ít cước nhập về. Em bán cước rồi bắt đầu em bán máy nha. Đây, đầu tiên. Đầu tiên là mà một cước đây. Con này là cước đây, con này là hàng của Made in Japan nha. Cước này nó nói về nó hàng bãi nên nó chỉ có một size duy nhất là 9.0. 9.0 là tương đương là 0.52, sức tải là 24 kg, độ dài là 500 m. Một cục này để cho anh em giá là 100k một cục thôi nha. Một size là 9.0 tương đương với 0.52. Rồi. 100k. Tiếp tục. Tiếp tục là một con cước, con này là về được có được mấy size nè. Đây. Con này về được thì đây con này cũng hàng Japan luôn. Con này hàng Japan nha, độ dài là 300 m. Cước đây, cước một màu xám thế này đây. Cước màu xám. Loại này là loại gồm có size là 2.0. 2.0 là tương đương với 0.23 này. Đấy. 0.23 nha, cước rất là mịn luôn, các mịn rất là xịn luôn nha. Đây. Này, cước rất là đẹp luôn nha. Đấy. Rồi một cục này cũng để cho anh em giá là loại này là 0. Cước số 2. Cước số 2 là 0.23, một cục này giá là 100k. 0.20 có size 0.28. 0.28 là độ dài cũng 300 m. Cước khối này luôn. Rồi. Một cục đây. Cục này là màu xanh nha. Cục này màu xanh này 0.28 là màu xanh nha. Rồi. 110k. Loại 3.5. 3.5 là 0.30. Rồi. Cũng 300 m là 120k nha, 120k. Loại loại 4.0. 4.0 là 130k này, loại này là 0.33. Đấy. Cước đây, cước rất là xịn, độ dài là 300 m nha. Xịn, dòng này là dòng như cước tàng hình á, full carbon vậy luôn á. Rồi. Loại 5.0 sức là 0.35, một cục này là giá là 140k một cục nha. Đấy, cước rất là xịn luôn. Đây. Hàng Japan. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục là một cước là em ship từ hai cục trở lại em mới ship nha. Rồi. Bên em có bán thẻ full carbon, loại này là loại 25 m thôi. 25 m, loại 1.2 là sức tải là 4 kg nè, 1.0 là sức tải là 3.4 kg nha. Một cục này là giá là 50k, full carbon 100%, cước màu trắng thế này đây. Đấy, cước màu trắng thế này nha, full carbon, độ dài là 25 m. Rồi cục này để cho anh em giá là 50k một cục. Tiếp tục. Tiếp tục là một cước full carbon, dòng này là chuyên cho anh em săn chép. Loại loại này có size số 12 nè, 12 là tương đương với 0.55, một cục này cũng giá là cụm này là giá là cũng 150k nha. Đấy, 0.55 này chiên cho anh em câu biển nha, săn săn hàng. Đấy, 300k một cụm. Cước còn ngon. Rồi, tiếp tục là size cước phun carbon, chiên cho anh em đánh chép thôi nha, chiên cho anh em câu chép. Loại này là 1.5, sức tải là 7.9 kg. Đấy, loại này là 1.5 là sức tải 7.9 kg này. Một cụm này là độ dài là 200 m, phun carbon 100%. Cụm này giá là 250k nha. 250k phun carbon 100%, cước màu tím thế này. Loại này là chuyên cho anh em chép. Rồi, 2.5 sức tải là 9.0 kg. 3.0 là sức tải là 9.9 kg. Loại này là chuyên cho anh em săn hàng, câu cực kỳ đỉnh luôn. Dây rất là mịn luôn. Đấy, không bị cong nha. Loại này phun carbon không bị cong nên câu rất là sướng luôn. Rồi, một cuộn là giá là đồng giá là 250k một cuộn. Còn cước cước 500 m là 100k nha. Cước 300 m là 100k đến 150k. Rồi, đầu tiên là mấy câu. Rồi. Đầu tiên là một con máy cặp máy câu đi. Cặp máy câu cặp máy câu về cho anh em câu tôm câu mực nè. Đây. Một cặp máy câu về cho anh em câu tôm câu mực nha. Đều là size là 1000. Đều xây 1000 nha, mô pin sống đôi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà hết nha. Đấy. Máy hoạt động mượt mà này, loại này câu tôm câu mực rất là ngon luôn. Dòng này là phun carbon nha, tay quay kim loại, thân và cối carbon, ngoại hình máy thì có bị xe xước, được cái máy rất là êm luôn. Rồi, cặp này là con này xây 1000 này, con này là xây bao nhiêu đây? Rồi, con này cũng xây 1000 luôn. Mô pin sống đôi tay trái phải.
máy hoạt động mượt mà, chiên cho anh em cô tôm cô mực nha. Đấy, hàng China xuất nhập. Cặp này để cho anh em giá là 2 con. Cặp này để cho anh em giá là 200k nha, 200k 2 con này. Máy China xuất nhập size 1000, cô tôm cô mực rất là ngon luôn. Đấy. Cái con này còn bao giờ cho nó hư. Rồi. Hai con mã số 1 giá là 200k. Tiếp tục mã số 2 tiếp tục là mấy câu. Rồi. Số 2 tiếp tục là một con mấy câu. Con này là xây thêm máy là 3000 này, xây thật là 3000, dòng spin này, dòng này cũng hàng China xuất nhập. Xây thêm máy 3000 thích hợp cho anh em câu ngâm. Câu ngâm lăng xe Lurelop. Cước 4.0 sức tải vào được 110 mét nha. Rồi con này xây thêm máy 3000, xây thực là 3000, mô bin sóng đuôi tay trái phải này, máy hoạt động mượt mà nha. Mô bin sóng đuôi tay trái phải là anh em có thể đổ qua tay trái tay phải được nha. Mô bin sóng này, đấy, máy còn rất là đẹp, có sản xuất đây. Rồi, con này để cho anh em giá là mã số 2. Con này để cho anh em giá là 190k, xây là 3000, mô bin sóng đuôi tay trái phải. Đấy, 190k. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục là hai con máy chờ cho anh em câu con mực, cái con mực đây. Tiếp tục là hai con máy. Hai con này là xây 1000 luôn. Con này là xây là 800 này. Con này là xây 800 này, tay quay là bằng cơ nha, cực kỳ khó gãy. Đấy. Mô bin sóng đuôi tay trái phải luôn. Đấy, máy hoạt động mượt mà này, câu tôm con mực rất là sướng luôn. Đấy, câu ISO rồi rất là sướng nha. Xây 850. Đấy, Gatio là 4.8. Cước số 2 vào được 140 mét, cước số 3 vào được 110 mét và cước số 4 vào được 70 mét nha. Xây 850 nè. Rồi, tiếp tục là con này xây 1000, Gatio là 5.5 luôn. Đấy, mô bin sóng đuôi tay trái phải, con này là chiên cho anh em câu tôm câu mực luôn nha. Đây. Máy đây. Máy còn cầm dòng này rất là ok nha. Đấy. Rồi, cặp này cũng để cho anh em giá là 200k mã số 3. Hai máy, một máy là 800, một máy là 1000 nha. 800 này, một máy 1000. Hai máy đây. Dòng này là phun nhựa nha, phun nhựa carbon. Nên anh em câu rất là sướng bền bỉ. Rồi 200k mã số 3. Hai máy, tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là một con máy câu, một con máy câu, con này cũng hàng China xuất nhập luôn. Đấy, máy là rất là đẹp luôn nha. Con này là trend spin này, dòng này câu rất là bền. Gatio là 5.2. Cước số 3 vào được 150 mét, cước số 4 vào được 100 mét nha. Rồi, con này mô bin sóng đuôi tay trái phải này. Đây, máy hoạt động mượt mà này. Đấy. Con này câu tôm, câu mực, lưu rê lóc, câu ngâm rồi rất là sướng luôn. Rồi, con này mã số 4. Con này để cho anh em giá là 200k. Xây thêm máy 3000, xây thực là 3000, mô bin sóng đuôi tay trái phải. Giá em này là mã số 4. Con này để cho anh em giá là 200k. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một con máy câu. Mã số 5 tiếp tục là một con máy câu chiên cho anh em lưu rê lóc. Con này là hàng China xuất nhập nha. China xuất nhập. Dòng này là Power Spin này. Dòng Power Spin, xây thêm máy là cước số Gatio là 5.2. Cước số 2 vào được 160 mét, cước số 3 vào được 100 mét và cước số 4 vào được 80 mét nha. Con này là mô bin sóng đuôi tay trái phải này. Máy thiết kế cực kỳ đẹp luôn, hàng China xuất nhập. Rồi con này để cho anh em cũng giá là 200k nha, 200k. Xây băng, xây con này là khoảng 2.500 3.000 nha, chiên cho anh em lưu relock China xuất nhập. Máy cực kỳ đẹp. Con này để cho anh em giá là 200k, mã số 45. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là một con máy câu. Rồi, một con máy câu, con này là hàng Korea xuất nhập. Đấy, Hàn Quốc xuất nhập này, máy hoạt động thì em mượt rồi. Con này là dòng đời cổ nha. Dòng này đời cổ, xây thêm máy là 3000, xây thực con này là 4000 này. Dòng này là siêu trâu bò. Cực kỳ cổ anh em nhìn cái đít này. Đấy, máy được cái là máy còn rất là mới nha. Cước số 4 vào được 100 mét. Rồi con này xây thêm máy 3000 này, xây thực là 4000 này. Chuyên cho anh em con ngâm lăn xe này. Câu ngâm lăn xe này, máy dòng này đánh rất là bền bỉ luôn nha, phun carbon 100%, tay quay là tay quay kim loại nha. Đấy, mô bin sóng đuôi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà, chiên cho anh em câu ngâm lăn xe đánh lục. Mã số 6, con này để cho anh em giá là hàng Korea xuất nhập, xây 4000, xây thêm máy 3000, xây thực là 4000. Cước số 4 vào được 100 mét, cước số 3 vào được 150 mét nha. Gatio con này, Gatio là 4.8. mã số 6. Con này để cho anh em giá là 280k. Tiếp tục mã số 7.
Mã số 7 tiếp tục là một con máy ngang. Đấy, một con máy ngang Lurilab nha. Con này là hàng Korea xuất Nhật này. Thông số cước của nó là đây, con này là chống rối cước. Chống rối cước này dành cho anh em mà mới tập câu nha. Con này là cầm cần tay trái, tay quay bên tay phải nha. Cầm cần tay trái, tay quay bên tay phải này. Đấy, máy hoạt động mượt mà này, hàng Korea xuất Nhật nha. Đây. Korea xuất Nhật. Máy hoạt động mượt mà. Rồi, con này để cho anh em giá là 400k nha, 400k, máy ngang Lurilab tay phải. Dòng này thì thôi siêu bền nầu đồng cứu đá. Hàng Korea xuất Nhật. Rồi mã số 7, có chống rối cước nha. Cho anh em mới tập câu rồi rất là sướng luôn. Rồi. 400k mã số 7. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một con máy câu, rồi một con máy câu, con này là hàng Shimano. Một con máy câu hàng Shimano nha, con này là Shimano size thứ mấy 3000, size thật con này mấy ngàn. Cước số 5 vào được 150m, cước số 4 vào được 200m nha. Rồi con này là Gatio 4.2, size thứ mấy là 3000, size thật con này là 5000 này, Hàn Quốc xuất Nhật nha. Con này Shimano. Thân là phun carbon, tay quay là kim loại, cực kỳ khó gãy kim loại nha, tay quay bằng cơ kim loại cực kỳ khó gãy luôn. Con này cũng thuộc dạng là nầu đồng cấu đá. Rồi mã số 8. Size thứ mấy 3000, sẽ thật con này là đây, sẽ thể thật con này là 5000, Gatio là 4.2. Rồi con này để cho anh em giá là mã số 8, con này để cho anh em giá là 400k nha. 400k mã số 8. Mấy con này đã câu bao giờ cho nó hư. Cực kỳ bền Shimano. Rồi tiếp tục con số 9. Số 9 cũng con giống y như con số 8 luôn, cũng hàng Shimano, Hàn Quốc xuất Nhật. Mobi sóng đôi tay trái phải đây. Đấy. Cước số 6 vào được 125m, cước số 5 vào được 150m và cước số 4 vào được 200m. Cũng xây theo máy là 3000, xây thật con này là 5000 này, mua bi sóng đôi tay trái phải. Máy hoạt động được mà. Rồi con này cũng để cho anh em giá là 400k nha. Tay quay cần bằng cơ cực kỳ khó gãy, kim loại, cối là phun carbon. Đấy. Rồi, 400k mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một con máy câu. Con này là chuyên cho anh em đánh lục xa bờ này, câu thủy điện đồ này. Con này là hàng Korea xuất Nhật, máy mới tinh luôn. Gatio là 4.9. Con này là xây theo máy mấy ngàn đây. Gatio là 4.9. 0.40 vào được là 280m, 0.45 vào được là 220m và 0.50 vào được là 180m. Rồi con này tương đương với xây khoảng là xây con này là khoảng 7-8 ngàn nha. Con này xây tương đương 7-8 ngàn này. Đấy, máy hoạt động mượt mà nè. Tay quay bằng cơ nha. Tay quay này bằng cơ này cực kỳ khó gãy nè. Đấy, tay quay bằng cơ cực kỳ khó gãy nha. Con này là Hàn Quốc xuất Nhật. Con này nó bị dính bụi chỗ này thôi. Đấy, có bị sơ xước nhẹ chỗ này nha. Có bị sơ xước nhẹ chỗ này nè. Còn có thân máy là phun carbon mới tinh luôn. Đây, thân máy cực kỳ đẹp nè. Chữ S nha. Con này chuyên cho anh em đến lục đến xa bờ rồi nè. Máy hoạt động mượt mà, câu biển nha, phun carbon, tay quay kim loại, mã số 10. Con này để cho anh em giá là 600k nha, 600k, xây khoảng 8.000. Gatio là 4.9, cước số đấy 0.50 là tương đương cước số 8 vào được 180m. Máy hoạt động mượt mà nha, này có hai chế độ, chế độ này chế độ trả ngược này, đấy rồi tới này. Máy hoạt động rất là mượt mà. Rồi con này để cho anh em giá là 600k, mã số 10. Tiếp tục mã số 11. 11 tiếp tục là một con máy câu. 11 tiếp tục là một con máy câu, con này hàng Suzumi, cũng Korea xuất Nhật. Chuyên cho anh em đánh lục xa bờ, máy mới tinh luôn, chưa một vết xước luôn. Đấy. Con này là mới tinh chưa một vết xước nè. Xây theo máy 5000 dòng Super Carbon Super Cat nha. Dòng này chuyên cho anh em đánh lục xa bờ câu biển nè. Xây theo máy 5000, xây thật con này là 7000. Cước số 8 vào được 100m, cước số 6 vào được 150m và cước số 5 vào được 200m nha. Máy mới tinh luôn, chưa một vết xước luôn nha. Đấy, con này để cho anh em giá là, rồi con này để cho anh em giá là 1 triệu nha. Super Cap nha, dòng này là dòng siêu bền. Dòng cũng thuộc dòng là nâu đồng cấu đá. Cối kim loại này, tay quay kim loại và thân carbon. Dòng này là dòng Super này, Super Cap nha, dòng Super này. Đấy. Đấy, đánh cực kỳ sướng. Rồi con này giá là 1 triệu nha, máy mấy tuần chưa một cái xước luôn. Đấy. Rồi con này Hàn Quốc xuất Nhật, Korea xuất Nhật,
giá là 1 triệu, mã số 11. Tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một khung máy câu. Rồi. 12 tiếp tục là một khung máy câu. Con này là size thứ mấy 5000 này, size thật con này là thông số cứ size thứ mấy 3000, size thật con này là 5000. Gatio là 4.9. Cước số 4 vào được 160m, cước số 5 vào được 125m nha. Đầu size thứ mấy 3000, size thật 5000, mua pin sóng đôi tay trái phải. Con này cũng hàng China xuất Nhật, mã số 12. Đấy. Câu này 5000 nha. Rồi con này để cho anh em giá là 250k. 250k này, xây 5000, mua pin sóng đôi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà. Máy rất là đẹp luôn. Đấy. Màn hình máy rất là đẹp luôn nha. China xuất Nhật xây 5000. Rồi. 250k mã số 12. Tiếp tục mã số 13. Rồi, 13 tiếp tục là một con máy câu. 13 tiếp tục là một con máy câu, con này là hàng Korea xuất Nhật. Có hai chế độ này, chế độ trả chiều này, đấy. Được tới nè. Chế độ ở đây. Xây theo máy 900, xây thật con này là khoảng là 3-4000 nha. 0.35 vào được, cước số 4 vào được 150m, cước số 5 vào được 120m nè. Korea xuất Nhật, xây theo máy là mã máy là 900, xây thật con này là 4000, mua vi sóng đôi tay trái phải này, tay quay là bằng cơ nha. Cực kỳ có gãy cho anh em câu ngâm lăn xe rồi rất là sướng luôn. Rồi xây 4000. Hàn Quốc xuất Nhật, con này để cho anh em giá là 250k. 250k nha, xây 4000, Hàn Quốc xuất Nhật. Ngộ hình lòng này là full carbon, tay quay bằng cơ. Full carbon, tay quay bằng cơ nha, 250k, máy còn rất là mới luôn. 250k mã số 13. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một con máy câu. Rồi, 14 tiếp tục là một con máy câu, con này là hàng China xuất Nhật của thằng Awa. Xây theo máy là 3000, xây thật con này là 5000. Thông số cước của nó là 0.35 vào được 120m, 0.40 vào được 100m. Là cước số 5 vào được 200m á, cước số 6 vào được 150m nha. Rồi con này là xây 5000. Xây theo máy 3000 này, xây thật là 5000, mua pin sóng đôi tay trái phải nha. Máy còn rất là đẹp luôn. Đấy. Máy còn rất là đẹp luôn nha. Máy rất là to đẹp luôn, chuyên cho anh em sân hàng cậu ngâm rồi rất là sướng. China xuất Nhật. Rồi con này để cho anh em giá là 300k, mã số 14, 300k nha, 14, 300k. Xây con này là khoảng 6000 chứ không phải 5000 nha, 6000. Con này là xây 6000, 300k, mã 14. Tiếp tục mã số 15. Dòng này mà câu lục rất là sướng này. Máy hoạt động mượt mà nha. Gatio là 4.6. Rồi tiếp tục là một con máy Hàn Quốc xuất Nhật. Đấy. Một con máy câu Shimano, con này là hàng Korea xuất Nhật, xây thứ máy mấy ngàn, xây thứ máy 3000. Xây thật con này cũng 5000 này, mô pin sóng đôi tay trái phải này. Cước số 4 vào được 200m, Gatio là 4.2. Đấy. Máy hoạt động mượt mà nha. Tay quay anh em chưa bằng kỹ này nè. Đấy, máy hoạt động mượt mà này. Rồi con này mã số 15. Shimano Korea xuất Nhật, xây theo máy là 3000, xây thật con này là 5000. Ngoại hình máy thì có cũ nhẹ theo thời gian. Rồi, con này để cho anh em giá là mã số 15. Con này để cho anh em giá là 390k, mã số 15. 390k nha. Dòng này là dòng siêu bền nhầu đồng cổ đá rồi. Trong là hôm nay lên hàng siêu bền rồi. Rồi, tiếp tục là một con máy câu. Rồi, một con máy câu Ryobi. Ryobi này là lông master này, chuyên cho anh em câu biển nha, chuyên cho anh em câu biển, cho anh em săn hàng này. Đấy. Con này là một máy cực kỳ mượt mà. Con Ryobi xây thương máy là 3000, xây thật con này là 4000 này, 4000 này, mô pin sóng đôi tay trái phải này, ngoại hình máy rất là đẹp này. Đấy. Tay quay thì nó bị có bị bong sơn này. Cối này nó bị mắc tem nha. Nhưng mà cái dòng này câu rất là bền bỉ luôn. Chuyên cho anh em câu biển rồi rất là sướng này. Đấy. Xây thương máy 3000, xây thật là 4000. Con này nó cho Gatio là 4.9 nè, mô pin sóng đôi tay trái phải, hàng là gì nha. Đấy, dòng này thì câu siêu bền nhầu đồng cổ đá luôn. Dòng này cũng là dòng siêu bền nhầu đồng cổ đá luôn nha. Rồi, con này để cho anh em giá là 400k, mã số 16. 16 con này cũng để cho anh em giá là 400k nha. Xây 4000. Hàng Ryobi Japan đời cổ siêu bền. Rồi, tiếp tục mã số 17 là con này bán về cho anh em sưu tầm này.
Đấy, con này là tay quay bên tay phải nha, tay quay bên tay phải về cho anh em sưu tầm bỏ tủ kính rồi rất là đẹp nè. Đây ngộ hình máy nè, con này là hàng tay vô nè, tay vô này là của thằng thị sĩ nha, tay vô này là của thằng thị sĩ nè. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Rồi con này để cho anh em giá là 150k nha. Cối là carbon, thân là kim loại, tay quay kim loại nha. Bán về cho anh em sưu tầm, size con này là khoảng 3.000. Đấy, hàng tay vô, hàng thị sĩ. Rồi 150k thôi, mã số 17. Size 3.000, 150k. Con này là tay quay bên tay phải nha. Tiếp tục là một con máy siêu đẹp luôn. Rồi, con này là chắc anh em chốt liền nè. Xây thương máy 3.000, xây thật con này là khoảng là 5.000 này. Gatio là 5.0 nha. Đây, cước số 4 vào được 150m, cước số 5 vào được 100m. Rồi, con này xây tương đương khoảng là 5.000 này. Đấy, máy hoạt động rất là mượt mà nha. Đây, ngoại hình máy là rất là đẹp nè. Ngoại hình máy là rất là đẹp nè. Đấy, ngoại hình máy rất là đẹp nè. Rồi, con này xây thương máy 3.000. Nhưng mà có cái là trên chỗ này nó bị, khi gửi về nó bị dập, bị bong tem chỗ này nha. Có cái là ngoại hình bên ngoài thì nó còn khá là đẹp, có bị xe xước này, cho mình nhìn xa còn khó là đẹp này không. Rồi con này để cho anh em giá là 400k, xây thương máy là 3.000, xây thực là 5.000, Gatio là 5.0, mua bị sống đôi tay tí phải chiên cho anh em câu ngâm lăn xe đến lục câu biển nha. Rồi mã số 18 China xuất Nhật. Rồi con này để cho anh em giá là mã số 18. Rồi con này để cho anh em giá là 250k luôn, 250k, mã số 18, 250k nha. Tiếp tục mã số 19. Rồi 19 tiếp tục là con máy Ryobi, dòng này là dòng siêu bền màu đồng cổ đá luôn. Rồi con này là dòng Ryobi Long Cat Master nè, xây thương máy 3.000, xây thực là 4.000, Gatio là 4.9 nè. Dòng này là dòng cũng này nâu đồng cổ đá đây, hàng nội địa Nhật, siêu bền luôn. Dòng này chắc anh em về đà câu là phun carbon nha, nhưng mà bền cực kỳ. Con này là bị mắc tem nè, máy tàu tàu bò, sức tải cực kỳ lớn luôn. Con này cải cá khoảng là 7-8 kg là kéo vù vào luôn nha. Rồi con này để cho anh em giá cũng 400k thôi, 400k Ryobi nâu đồng cổ đá hàng Sapa, 400k, mã số 19, xây thương máy là 3.000, xây thực là 4.000, Gatio là 4.9, phô bi sóng đôi tay trái phải. Rồi tiếp tục là một con máy câu, hàng nội địa Nhật này. Đấy, một con máy câu siêu đẹp hàng nội địa Nhật này. Con này là của thằng xây thương máy 4.000 nha, xây thương máy 4.000, xây thực con này là tầm khoảng là 6.000 rồi. Cước số 5 vào được 120m, cước số 6 vào được 100m và Gatio là 4.9. đây, con này là xây tương đương khoảng là 6.000 nha, máy cực kỳ đẹp luôn, hàng nội địa Nhật này, chạy là 4 bạc đạn nha, thiết kế máy này. Con này là bản đặc biệt nha, bản đặc biệt này, xây theo máy 4.000, xây thật con này là khoảng 6.000, máy cực kỳ đẹp luôn này, bản đặc biệt này, phô máy rồi rất là đẹp nha. Rồi con này để cho anh em giá là 1.200.000 nha, hàng nội địa Nhật, 1.200.000 này, máy siêu nhẹ luôn, cối kim loại, tay quay kim loại và thân carbon. Rồi mã số đời cao ABS nha, dòng này là dòng ABS nữa nè. Đấy, phiên bản đặc biệt cực kỳ đẹp, giá là 1.200.000. Con này là anh em nó có kháng mặn nha, con này mà anh câu bên em câu biển này không có kháng mặn, cực kỳ đỉnh luôn. Rồi 1.200.000 đời cao ABS hàng nội địa Nhật, mã số 20. Rồi tiếp tục mã số 21. 21 tiếp tục là một con máy câu, 21 tiếp tục là một con máy câu hàng Sapan luôn, một con cái cao Shimano. Con này cũng mua vi sóng đủ tay trái phải, cối là carbon, thân carbon và tay quay cũng là carbon luôn, dòng này là phun carbon luôn. Đâu tay quay kim loại chứ, tay quay kim loại, thân và cối carbon. Dòng này là dòng hàng trưng bày nên nha, chưa xuống nước lần nào, hàng còn mới tinh luôn, chưa xuống nước lần nào nha, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mua vi sóng đủ tay trái phải này, hàng trưng bày nha, máy cực kỳ bược mà nha. Con này là Shimano, xây thương máy 6.000, xây thực con này là khoảng 9.000. Thông số cước con này là Gatio là 3.8, cước số 6 vào được 300m và cước số 8 vào được 200m. Rồi con này để cho anh em giá là 2 triệu nha, con này là giá là 2 triệu. Đâu con này là bình thường con này là nó nằm giá là 2.500.000 nha. Hôm nay em sale anh em là còn 2 triệu. Con này là giá là 2 triệu này. Shimano.
Anh em lên Google chắc giá là biết liền Shimano. Đấy, con này là cấu nông nha, cấu nông sale anh em giá còn 2 triệu, mã số 21. Tiếp tục mã số 22. 22 tiếp tục là một 22 tiếp tục là một con máy câu. Đấy, một con máy câu. Con này cũng hàng nội địa nè. Đấy, con này cũng đời cao ABS nhưng mà nó là chuyên cho anh em lưu relock nha. Con này có dây vô PE xịn sò rồi nè, dây PE xịn sò luôn nha. Cối kim loại, tay quay là kim loại. Máy cực kỳ xịn sò nha. Đấy. Câu này là bán chưa kèm với PE nha. Riêng PE này cũng PE này là bán là bán lẻ cho anh em là 200.000 nha. Cái máy này để cho anh em giá là 500k. Xây theo máy là 2.500, xây thật là khoảng là 3.000, mua vi sóng đôi tay chứ phải, đời cao 3 ABS. Gatio con này là 5.2. Gatio con này là 5.2 nha, đây. Máy mượt mà nha. Dây PE con này là bán cho anh em là 200k bán lẻ nha. Còn bán máy thôi. Máy con này giá là 500k. Rồi, con này mã số 22 này, giá con này là 500k, đời cao ABS, hàng Sapa. Máy cực kỳ đẹp luôn, hàng nội địa Nhật luôn, cực kỳ đẹp. Rồi, mã số 22, 500k. Tiếp tục mã số 24. 24 tiếp tục là một con máy câu, rồi, một con máy câu Hàn Quốc xuất Nhật. Một con máy câu Korea xuất Nhật này, con này là xây theo máy 4.000. Xe thật con này là 5.000, chạy 2 bạc đạn, Gatio là 4.6, cước số 4 vào được 165m, cước số 3 vào được 220m nha. Con này là xây theo máy là 4.000 này, xe thật con này là 6.000 này, mô bi sống đôi tay trái phải nha. Đây, máy hoạt động em mượt này, mượt băng luôn này. Con này cũng có dây PE này, đây, dây PE này, đấy, dây PE này là bán lẻ cho anh em là dây này bán cũng 200k nha, dây này tương đương với size khoảng là 2.5, dây này là tương đương dây 2.5 nha. Size thêm máy 4.000, size thật là 6.000 này, mô bi sống đôi tay trái phải. Con này là cối kim loại, tay quay kim loại và thân carbon. Con này thì bản nó giá nó hơi cao nha, con này giá là 500k, thân nó nhỏ nhỏ lại rất là đẹp luôn, 500k nha, chưa kèm dây, dây đây giá là 200k. Mã số 24, máy mượt mà. Xây thêm máy 4.000, xây thật là 6.000. Mã số 24, bán máy chưa kèm dây PE nha. Rồi, này là 500k, mã số 24, Hàn Quốc xuất Nhật. Tiếp tục mã số 25. 1 con máy câu hàng nội địa Nhật luôn. Con này là chuyên cho anh em lưu relock. Đấy, con này cũng chuyên cho anh em lưu relock này. Đấy, con này là xây thêm máy là 2.000. Xây thêm máy con này là 2.000 thôi nha. Cối kim loại, tay quay là carbon và thân carbon. Con này cũng hàng trưng bày chưa một vết xước luôn, máy mới tinh luôn nha. Đấy, con này để cho anh em giá là 1 triệu nè, 1 triệu. Xe theo máy 2.000, đời cao ABS. Gatio con này là 6.2. Gatio là 6.2 nha. Con này là chưa xuống nước, chưa câu lần nào luôn, hàng trưng bày. Đời cao ABS nè, bắt ABS rất là xịn sò luôn. Rồi con này để cho anh em giá là 1 triệu. Mã số 25, giá là 1 triệu nè. Xây thêm máy 2.000, máy cực kỳ đẹp luôn, giá là 1 triệu, hàng Sapa. Mã số 25, 1 triệu. Tập mã số 26. 26 tiếp tục là một con máy câu. Rồi, một con máy câu, con này là hàng Olympic Span, xây thêm máy 2.000. Xây thật con này là 5.000 này, hàng này là hàng trâu bò này. Cước số 5 vào được 180m. Rồi con này là tương đương với size khoảng là 5.000. Đấy, con này chuyên cho anh em dòng này, dòng Spe này. Cũng hàng nội địa Nhật luôn, Olympic. Dòng siêu bền nâu đồng cấu đá. Con này thì đánh rất là sướng luôn. Con này để cho anh em giá là 350k nha. Xây thương máy 2.000, xây thực là 5.000. Nói chung là anh em nào thích đồ cổ, đồ bền bỉ rồi thì chơi con này. Phun carbon, tay quay kim loại. Máy hoạt động này, mượt mà, đổ tay trái phải nha. Mô pin sống đổ tay trái phải hết. Câu này tải cá khoảng cá trê mà khoảng 9-10kg kéo lên là mầm luôn nha. Trê mà 9-10kg đồ chép đồ khoảng 7-8kg đồ kéo ầm ầm luôn, cực kỳ sướng. Nhìn vậy thôi chứ rất là bền bỉ luôn, Olympic Spa. Rồi, giá này là
Japan nha. Rồi em này giá là 400k, mã số 3026 chứ. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một con máy Ryobi. 27 tiếp tục là một con máy Ryobi Span, dòng này là dòng Kinect nè. Con này rất là xịn, là có cái là xây theo máy là đây, xây theo máy là khoảng là 1.500, xây thật con này là khoảng 3.000 nha. Gatio là 5.2. Đấy, con này là cấu kim loại luôn nha, cấu kim loại, tay quay là carbon, thân carbon, ngồi hình máy có bị xe xước nè. Ngồi hình máy có bị xe xước nha. Dòng này thì dòng Kinect cực kỳ bền bỉ rồi. Máy này. Chuyên cho anh em lưu relock câu ngâm nha. Con này chuyên cho anh em lưu relock câu ngâm hoặc là lăn xe. Đấy, mấy dòng này nhỏ nhưng mà sức tải cực kỳ lớn luôn. Rồi Ryobi xây theo máy 1.500, xây thật con này là 3.000. Cước số 2 vào được 200 m, cước số 3 vào được 150 m. Máy hoạt động mượt mà này. Rồi, mô bi sóng lưu tay trái phải con này để cho anh em giá là 500k Ryobi Span. Mã số 27 tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một cặp máy à. Cho anh em cho tôm của mình. Đây, cặp máy nhỏ này, một con này là xây 1.000 này, con này là hàng China xuất Nhật nha. Cốt con này là cốt bằng đồng này, cực kỳ đẹp luôn. Con này là nhìn khá giống mấy con mà thị trường Việt Nam mình nè, nhưng mà có cái là cái cốt máy con này bằng đồng cực kỳ ngon luôn. Gatio là 5.2, dòng này là Power Spin, xây 1.000 này. Đấy. Con này là xây 500. Đấy, con này câu tôm của mực nha. Cặp này cũng mượt mà, để cặp này để cho anh em giá là 200k hai con này, 200k hai con. Hàng China xuất Nhật. Mô bi sóng đôi tay trái phải, máy còn mới rất là mới luôn, 200k hai con nha. Câu tôm con mực rất là sướng, máy nhẹ khô luôn. 200k hai máy, mã số 28 tiếp tục mã số 29. Rồi, 29 là một con 29. Rồi, 29 tiếp tục là một con máy siêu nhỏ. Con này là hàng Korea xuất Nhật luôn. Korea xuất Nhật, size con này là khoảng là 1.000 này. Shimano Korea xuất Nhật, chuyên cho anh em câu tôm câu mực. Đây, máy hoạt động này. Máy hoạt động mượt mà nha, câu tôm câu mực, câu ISO. Đây, máy thì cái tay quay kim loại nha, có bị oxy hóa này thấy không? Còn cái thân này nó thân full carbon nên không bị ảnh hưởng gì hết. Rồi, mô bi sóng đôi tay trái phải Gatio là 4.2, xây theo máy 1.000, xây thực là 1.000 luôn. Hàng Shimano Hàn Quốc xuất Nhật. Đấy, máy hoạt động mượt mà này. Rồi, mã số 29. 29, con này để cho anh em giá là 250k, mã số 29. 250k xây 1.000, Hàn Quốc xuất Nhật, Shimano, mã siêu bay. Tiếp tục mã số 30 tiếp tục là một con máy câu, con này cũng hàng Shimano, xây thương máy 2.000 này. Xây thật con này là khoảng là mấy ngàn. Gatio là 4.2. Thông số cước của nó là cước số 4 vào được 100 m nha. Rồi, xây thương máy 2.000, xây thật con này là khoảng là 3.000 này. Mô bi sóng đôi tay trái phải nha. Thân carbon, tay quay kim loại, cực kỳ khó gãy luôn. Con này thì máy còn rất là đẹp luôn. Đấy, con này máy còn rất là đẹp nha. Con này để cho anh em giá là 350k. 350k nha, xây thương máy 2.000. Xe thật con này là 3.000, mua bi sóng đôi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà đấy. Rồi, mã số 30. 300k, tiếp tục. Rồi, em lên 30 con máy nha, hay anh em tham khảo. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy, 0794559193 nha.